Em xin chào toàn thể cô chú anh chị và các bạn yêu hoa phong lan. Ngày hôm nay ngày mùng 5 tháng 3 năm 2018 thì em này cập nhật một số loại lan rừng. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mã Bảo Trung. Số điện thoại của em là 0949 261 918. Em ở Cao Bằng. Ngày hôm nay thì em bán mấy loại mặt hàng sau đây. Thì đầu tiên thì em xin giới thiệu mọi người là cái địa lan Trần Mộng. Địa lan Trần Mộng. Địa lan Trần Mộng khóm bé như loại khóm vừa vừa như này em bán 500.000 một khóm ấy. Rất là đẹp luôn mọi người. Khóm này còn có hai vòi hoa chưa nở này. Đấy. Những khóm này. 500.000 một khóm ạ. Đấy. Khóm bé hơn thì 300.000. Em có hai khóm, mỗi khóm to này là ngắn này là em bán khóm này em bán 700.000. Đấy. Khóm em thò tay vào đấy nhá mọi người nhìn nhé. Khóm thò tay vào đây là khóm này 700.000 này. Khóm này 600. Khóm này có một vòi hoa duy nhất ấy. Hai vòi. Vòi gãy mất. 600, 700 và những khóm dưới kia là 500. Đấy. Có một khóm dưới cùng bé bé kia 300. Cái lan Trần Mộng này cũng khá là dễ trồng. Tuy nhiên rằng là ở dưới đồng bằng thì nó sẽ vòi hoa của nó sẽ ngắn hơn thôi. Còn cái này là 50.000 một củ và đợt hàng này thì rất là đẹp, củ cực to luôn. Phiên trước thì củ nó hơi bé nên là cô chú anh chị các bạn đã mua hàng rồi thì cũng thông hết sức thông cảm, bởi vì hàng rừng thì nó có sẽ có những cái loại loại thì sẽ có theo lô theo đợt, đợt thì củ nó to, đợt thì củ nó bé, nhưng đợt này củ rất là to đều. 50.000 một củ mọi người nhé. Tiếp theo là cái lan phi điệp vàng. Lan phi điệp vàng em bán giá 150.000 một kg. Tình trạng cây đây như hình đấy ạ. Trong quá trình chúng em đóng gửi đi xa 2 3 ngày, thậm chí 4 ngày 5 ngày các bạn ở trong miền Nam mới nhận hàng được hàng. Thì hàng nó xuống lá một chút thì nó không ảnh hưởng gì đến cây cả. Là hoàng thảo phi điệp vàng nhé. Rất là đẹp hàng ạ. Hàng em quay như thế nào thì em đóng hàng em gửi như thế. Chứ có nhiều bạn nói là quay hàng đẹp mà gửi hàng xấu thì em cũng chẳng, thực sự mà nói là em chẳng biết nói nào. Đây là hoàng thảo phi điệp vàng nhỉ? Rất là đẹp. Phải nói với các bạn là hoàng thảo, lô hoàng thảo phi điệp vàng đợt này cực đẹp. Quay kiểu này nó ngược nắng, em sẽ quay chiều này. Đấy. Và tiếp theo cái bên trên này là đùi gà dẹt mọi người nhé. Hôm nay về cũng được ít thôi, chỗ này chắc tầm khoảng 20 cân thôi. Đây là hoàng thảo đùi gà dẹt. Đấy, cây nó ngắn ngắn như này ạ. Và nó gồm gồm cả thân già, thân tơ. Nửa già nửa tơ. Hàng rừng thì không tránh khỏi được như thế này, và những thân già này nó còn chất dinh dưỡng để nuôi thân tơ. Anh chị các bạn cũng đừng nên cắt đi. Để nó nuôi nhau, để dưỡng nhau thì những cái thân con của nó mọc lên sẽ đẹp hơn. Hoàng thảo đùi gà dẹt này em bán giá là 200.000 một kg. 200.000 một cân đùi gà dẹt nhé. Tiếp theo là cái long tu. Cũng như mọi phiên, cái long tu em vẫn bán giá là 200.000 một ký. Để trong quá trình đóng gửi thì chúng em sẽ đóng gửi những cái cây nó đẹp đẹp một chút cho khách hàng. Còn cây bé, cây dập gãy thì em mà để riêng. Đây cái bé, cây dập gãy đây. Đây, em đã lọc vào đây rồi. Và cái những cái hàng này thì em tí nữa thì em sẽ mang trồng. Cái này là hàng này, hàng gãy, dập gãy đây, hàng nát đây. Em còn hai thùng hàng long tu nữa vừa mới về sáng nay. Đấy, mới về sáng nay. Em vừa vào vườn cho vụ xuân và cũng em cũng vừa trao đổi với lại các bạn, các khách hàng. Giá 200.000 một cân long tu xuân ạ. Tiếp theo là cái kiếm lô hội. Kiếm lô hội giá 150.000 một cân. Lô hội là ngắn nhất, bản rất đẹp ạ. Loại này thì
Như những video trước thì em giới thiệu này, này thì nó nở hoa suốt mãi từ tháng 3 âm lịch đến mãi tận tháng tháng 10. Với những vùng mà có thời tiết hai mùa như ở trong miền Nam thì nó sẽ nở hoa hầu như là quanh năm. Hết hoa thì nó lại nở tiếp, nó lại ra tiếp. Là kiếm lô hội. Đang kiếm lô hội, giá 150 ngàn 1 kg, loại lá ngắn. Bản đẹp. Cây rất đẹp luôn ạ. Theo là cái địa lan mạc quân tử hay còn gọi là mạc xuân, lá ngắn, em bán giá 200.000 một ki. Và này thì vừa rồi em bán thì em cũng thực sự là rất là bất ngờ khi mà những khách hàng luôn luôn tin tưởng và ủng hộ và mua rất là nhiều. Cái này nó bói hoa năm đầu này, bói hoa năm đầu, những cây cần hoa khá là cao đây, mọi người xem đấy, cần hoa khá cao rồi. Đến năm thứ hai thì cần hoa nó sẽ cao hơn và đẹp hơn. Rất là đẹp. Đây em để một ít ra cho mọi người cùng xem. Rất là đẹp ạ. Đây. Cắn đẹp cực kỳ luôn đấy. Đây là địa lan mạc quân tử nhé, em bán theo cân ạ, 200.000 một cân ạ. Tiếp theo là giáng hương đuôi cáo. Giáng hương đuôi cáo này hôm qua chúng em cũng vừa được một ít. Loại này thì cây nó tương đối là đều, bé bé đều đều đây, nó không có cây to, đợt này không có cây to nhé. Bé bé đều đều đây. Và rất là tươi. Giá 150, 150 ngàn. 150 ngàn 1 kg ạ. Giáng hương đuôi cáo nhé. Đấy. Và này cô chú anh chị các bạn có thể trồng chậu, có thể ghép gỗ lũa. Nếu các bạn có kinh nghiệm rồi thì các bạn có thể ghép gỗ lũa đấy, giữ ẩm hàng ngày. Còn các bạn mới tập chơi thì trồng vào chậu cho em. Trồng chậu, bỏ vỏ than. Bỏ than củi hoặc là sơ dừa. Than củi sơ dừa lẫn nhau, vỏ thông. Đấy. Cho đấy trồng lên mà giữ ẩm là lên được. Tiếp theo là cái tiên hài. Tiên hài đợt này thì ra hoa khá dài rồi. Em sẽ quay những cái nụ hoa cho mọi người xem. Chiều nay thì chiều nay thì hàng Thanh Đạm với lại một số loại mặt hàng nữa sẽ về. Những cái đơn hàng mà cô chú anh chị các bạn mà đặt cái Thanh Đạm ấy thì chiều nay hoặc sáng mai chúng em mới đóng gửi hàng cho tất cả các bạn nhé. Bởi vì là hàng rừng nên là phụ thuộc anh em đi hái nên là cũng ít hàng, khan hàng. Là cái nụ của nó của địa của cái lan hài nhá. Nên khóm này chắc chắn là có tổng là 7 8 nụ gì đấy. Em chưa bới hết nên nó chỉ có hai cái nụ ở ngoài này thì em cho mọi người xem trước thôi. Hầu như khóm nào cũng đang có nụ nhá. Đây, tiếp theo khóm dưới này này. Đấy, đây là cái nụ của nó, đây nữa này. Khóm này cũng thế. Khóm này cũng có nụ. Khóm này tuy nhiên rằng khóm này đang nụ nụ đang thấp đây. Đây là cái nụ của nó này. Đấy. Cái này em bán giá 150 một kia. Đây là cái lan hài mốc hồng. Đây là cái tổng thể cái vườn ươm của nhà em. Đây là một cái khu vườn ươm nhỉ. Ăn trầm với phi điệp. Rồi em à, xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của em. Em xin tạm dừng video clip của em ở đây. Em hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị các bạn ở những video clip tiếp theo ạ.